mới ba nó đi chưa vô cho hỏi nó ma nó bị thét đánh rồi à, là chị với lại dạ. chồng với lại bé này với thằng con thứ tư đồng bệnh viện này. À, đó, nó trúng đầu vậy dạ. Rồi tôi trúng chân chốt à, rồi tôi thấy cái cuốc bỏ rồi ổng nằm ổng té bật ngửa nằm rồi tính chạy vô tròi hai con rồi thấy quay lại thấy ổng nằm rồi hai mẹ con đi kéo nó kêu người ta đâu có ai đâu ở gãy đó có ai nhà cửa đâu dạ. Khiêng ổng vô khiêng đâu có nổi mẹ con khiêng dạ. Rồi em chạy đi kêu chú ở bên kia lại dùng khiêng vô tròi rồi điện về nhà rồi kêu mấy thằng em nó chạy cái xuồng đi rồi rước về đem đi bệnh viện à. Đi tới bệnh viện thả nó ổng mất ở đây rồi chị là nó mất dạ này con thứ ba nó tai nạn dạ nó tai nạn 3 năm rồi nó không có làm gì được nữa nhờ ba nó vợ không bắt ba nó ơi ba mẹ con biết nó khóc nó muốn xỉu nữa nó ở nhà không ở nhà em thấy bà em ra cái ổng cảnh em rất tin động lên quỳ rơi khóc luôn à thì em giữ nhà thôi dạ em tại vì ông rồi ở nhà giữ nhà dạ thấy ổng coi ổng làm rồi cho ổng cái giọng nó chưa giúp gì bà nó ba nó bị nó nói vậy đó thấy khóc hai lần mà đau thương hả chị? Thôi nó chưa bị nhờ nó dùng ba nó lắm vì nó bị gì đó nhờ được nó rồi nó chưa tai nạn á nhờ nó ba nó làm gì cũng nó theo làm hết trơn á làm mướn làm gì cũng nó đi tới nó bị 2-3 năm nay giờ ba nó vậy nữa. Quay đầu bây giờ. Đi đâu bây giờ? Đi đâu ngoài anh Hùng? Đi chích. À đi chích hả? À người vợ đi chích luôn. À là chị là bị cái giò bây giờ là đi bệnh viện chích hả anh? Đây cả nhà. À, giờ là nghe nói là chị bị đau cái chân bây giờ là đưa đi hay gì cả nhà đưa đi bệnh viện để chích hay là khám như thế nào cả nhà à, hiện tại thì con trai thì cũng như cứ đang nằm viện tôi thui vậy bệnh rồi thì bị đau hả chị hả đau nhiều hả rồi ơi nhức đầu luôn hả chị nhức đầu luôn hả rồi. Dạ thì đi bệnh viện hay là đi ra trạm dạ dạ lại cho ta coi có sao không khám thử coi rồi đi chị nón chị đâu dạ dạ chồng thì mất thì con thì hiện tại đang nhập viện còn giờ chị cũng đang đau cũng như đang nhức đầu nữa giờ phải đi vào bệnh viện rồi cả nhà bạch ra ly còn ly tôi ly từ tót là nó gì bạch ra tia bay ra ly đi mai ca nhưng mà giờ mò hả bước xuống à này đưa đi hả ở đây đi theo luôn hả ông ba luôn nó nguy hiểm đâu hả hiểm mà hai đứa này nó nguy hiểm đâu gần hả kế bên hả con nọ tao được á rồi nó chơi đi kế bên mà bên. Nó chơi á nó chơi á rất là sợ nhảy xuống luôn kìa sợ phải nhảy xuống luôn kìa đi đi em không sao đâu thường cả nhà ở đây là trong một cái vùng quê đó đó chị không mang dép luôn kìa đây mấy bé cũng chạy theo nè anh này nằm phía trong đó nhà thì nằm phía trong kia cái nhà đó phải đi vào đây, coi thấy vậy mà nhà vắng quá em dạ nói cái nhà thì cách xa xa mới có một cái nhà hôm nay thì thấy người dân rồi
vẫn là bà con hàng xóm á, đến rất là đông luôn. Thì khi mà thấy nghe cái sự việc quá đau lòng á, quá đau lòng nên là đến đây chia buồn á. Quá đông cả nhà nhà đây. Giờ này cũng tối rồi, tối rồi đó. Mọi người đến rất là nhiều. Có điện á, cái em ra đón mấy anh lại. À. Đón ở chùa Trang Kiểu á. Dạ em ra đón ngoài chùa. À đón từ ngoài rồi đi vô đây luôn. Dạ. Cái người chị nãy là anh em chiên từ vỏ lên luôn kìa. Đó, gần gãy ổng luôn, chiên từ vỏ lên luôn á. Chứ thấy khổ mới điện nhanh thắng nè, nói vừa thấy khổ quá. Dạ. Và chị cũng hay cũng biết gõ về gia đình hả chị hả? Dạ cũng biết thôi. Mà thấy khổ ha. Thấy khổ. Mà bị gặp cái nạn như vậy nữa nên là thấy thương đúng không? Chứ cũng không có bà con gì hả chị hả? Có bà con gì hả chị không? Có con của anh mà người đó cũng chiều mãi đó. À. Nhầm bà con từ xa. Dạ dạ. Em thấy tội đó. Thấy nghe chị cái ổng cũng như là lao động chính trong gia đình. Dạ. Dạ đúng rồi. Giờ con thì cũng nghe bé trai cũng đang bị tai nạn mà bây giờ dạ. Cũng đâu có lao động được. Hồi trước là bé trai đó là lao động kiểu như là gần chín luôn rồi đó. Dạ. Từ tai nạn là 2 năm trước là đi không được, bây giờ là đem được là quay. Dạ. Hiện giờ thì một người con thì cũng như đang nằm viện cũng chưa biết tình hình như thế nào nữa. Dạ nghe nói là trúng đầu trúng tay. Trúng đầu trúng tay rồi. Dạ. Lúc kêu sáu em chở đi bệnh viện là ôm đầu vung bình á. À. Ôm đầu vung bình gầm cả bà. Sáu điện đi rồi có người con có sao còn không dựng. À. Trời ơi. Bây giờ đang ở trên bệnh viện đó. À. Ghê trời. Bệnh gan đang cho bệnh viện dạ, rồi, thành phố mẹ hồi nãy mới đi chích đó. Dạ dạ mẹ thì mới vừa đi em có thấy thôi. À. Ở đây mình thấy tội á, mình liên hệ. Dạ đúng rồi. Mình giúp được gì giúp. Khi mà mất thì cũng không có tiền bạc gì hết, cũng như là phải bên có bên nhà tài trợ là cho áo quan đúng không chị hả? Em cũng không biết đó, tại em điện cho anh Thắng nè. Dạ dạ. Hồi nãy thì em có hỏi gia đình thì chị cũng nói là có bên từ thiện ta cho được áo quan rồi. Lúc đầu mới là có điện xin từ đâu á. Dạ. Người ta xin nó hỗ trợ. Dạ. Thì cũng không có khả năng đi được. Thôi vậy. Con thì còn nhỏ. Từ lúc đó nhờ có đứa nhỏ nó vô chòi đó. Cũng may mắn là bé là đi vô chòi ha. Dạ. Ba người ở ngoài là bị thương hết luôn. Cũng như là một người là mất luôn. Nãy chị nghe chị nói mà chị mới chiều giờ chạy mà chưa ăn uống gì luôn hả? Thương. Mà thương quá cả nhà. Thấy hoàn cảnh như người ta gặp nạn như vậy thì chị cũng hỗ trợ như là kết nối để đến để chia sẻ cho gia đình đúng không chị ha? Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều nha. Dạ dạ. Thương cả nhà. Nói chung là khi mà cái sự việc xảy ra thì ai cũng nói chung là cũng thương gia đình hết. Thì gia đình nghe nói là khó khăn đó cả nhà. Dạ con chào chú nha. Con nghe nói là chú là người trực tiếp mà ra mà cũng như là cái chỗ mà xảy ra sự việc hả chú? Hồi gãy là bị sát đánh người đó. Dạ. Rồi mấy tụi em nó lấy ghe đi. Dạ. Đi rồi đem lại khiêng lên bệnh viện. Dạ. Rồi so dưới dân Khải đem đi rồi tôi ở đây tôi coi ở đây. À. Đó là gãy tôi ở kế đó đó. À. Sau nhà luôn đó. Dạ. Rồi mới thấy vậy rồi mấy anh kia điện lại nói hại mất rồi. Mấy tụi tôi mượn cái máy xăng đó. Dạ. Dùng máy phát điện đó. Dạ. Bây giờ đâu có nước nuôi gì đâu. Hồi nhà cũng không có nước nuôi không gì. Không có nước nuôi gì hết. Anh thấy hoàn cảnh anh đó, bơm, dạ. bơm đang bơm nước sông xài đó là ơi. Nước đó là nước của bãi rác nữa đó. Đó anh thử coi coi. Bãi rác gần đây đâu phải không? Nó nằm đây nè. Dạ. Rồi nó sổ nước lại đó. Thôi nó bây giờ xài vậy không dạ. Thấy tội nghiệp bây anh giờ. Là người đem thẳng lên nói ơi mình kiếm lên xe cho anh ta chạy đi á dạ thấy tội nghiệp dạ anh ở gần đây khi mà xảy ra cái sự việc anh có nghe cái tiếng mà sét đánh lớn không? Không hồi đó là tôi đi kéo bò. À đi kéo bò. Kéo bò mà giả bị ở bên khúc là bên lặn rồi tôi cũng đi sát mà thấy cũng nặng đấy á. À. Nó còn luôn á. À. Rồi tôi đâu có biết đâu rồi lại tới đây nói hại bị sét đánh rồi mới khiêng lên á. Trời nghe cũng hết hồn đúng không anh hả? Tôi đâu có biết mà dạ mạnh lắm thay vậy trong gia đình dạ là chính á. Dạ.
đi mình ăn cho người ta không á. Dạ. Rồi bữa nay không biết sao rảnh đi cuốc đất tính trồng hành lên cái gì đó. Vậy là hai vợ chồng cầm cuốc với con là cầm cuốc, cuốc đi hết luôn á. Là cuốc đất. Có một bé gái nhỏ là ở trong chòi. Trong chòi. Ờ. Mà không ở trong chòi lắm. Sắp sửa xuống ghe mình lấy đồ lại xuống ghe lại nhà đó. Dạ. Rồi bị mưa găm găm lấy không kịp bị luôn. Trời ơi. À, ba người bị hết luôn. Ba người bị hết luôn. Ủa anh, rồi cái lúc mà mình lại mình khiêng đi á thì cái tình trạng của mềm xèo đó. Mềm xèo ha. Mềm xèo rồi mình dẫn cái xe, mình đâu có tiền gì đâu mà mình kêu xe kêu gì đâu. Mình lấy xe Honda mình đó. Dạ. Chở lên đi bệnh viện. Dạ. Người ta nói điện đi rồi đâu có điện thoại đi đâu. Bữa người ta điện nói mắc cười. Dạ. Rồi ơi. Có anh rồi cái lúc đó là có bị cái thi thể của anh là có bị nám hay cháy không gì không? Không bị nám đâu. Bình thường luôn. Bình thường. Không luôn. Có nám gì hết chỉ ha. Chỉ là mềm. Dạ dạ. Mềm rồi người trên xe người còn ta ôm nữa. Mới đem đi bệnh viện đó là ba người một xe đó. Trời ơi, đem đi bệnh viện ba người một xe luôn. Dạ. Trời ơi. Thấy tội nghiệp dạ. À, ba người một xe rồi vô bệnh viện xong rồi mới biết là những người cha mất. Ừ, đi đặng là mới người ta nói mất rồi. Người cha nó mất. Ừ, mới điện lại. Mới tụi tôi mới sắp xếp kiếm máy thác điện máy gì anh em nhờ anh em trong gãy đó người ta có đó. Dạ. Rồi mới người ta cho mượn đó. Hồi đó giờ ở khu vực mình nó có hay thường có xảy ra cái sự việc như vậy chưa anh? Không có. Chưa bao giờ luôn phải không? Không có từng. Rồi có từng vậy. Tại vì mới có đầu vô mùa mưa mà lại xảy ra. Mà xảy ra sự việc quá đau lòng luôn cả nhà. Thấy tội nghiệp. Dạ. Đó là chính đó trong cái gì đó là dạ. 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 Bây giờ nó làm mất rồi nó khó khăn nữa. Dạ. Không có gì ăn. Dạ. Hay rồi thằng kia nó liệt nữa, hay rồi má nó. Dạ. Đi làm cỏ làm gì cho anh ta đó. Dạ. Thấy khổ quá. Này đi theo vậy đó. Dạ. Dạ. Sanh tới giờ nó hay nó ở nhà đó. Dạ. Theo má nó và thằng nhũ cỏ cho ai. Rồi cảm ơn anh trai rất là nhiều nha, cảm ơn chia sẻ của anh nha. Dạ. Đẩy tôi ké đó. Sao nhỏ luôn. Ai? Con nhỏ. Con của anh mất á hả? Ờ. Rồi sao mà giờ này mà cầm mua sữa hay gì mà cầm? Sáng giờ chưa ăn gì chưa? Chưa ăn gì đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời sáng giờ chưa ăn uống giờ đi mua sữa cho uống vậy đó hả? Trời ơi thương con nhà. Mấy tuổi rồi con? Mấy tuổi rồi? Dạ chị là bà con hay là sao chị? Em vợ của ảnh. Dạ, em vợ rồi. Dạ. Em vợ. Trời ơi, cái này. Này chị nói bé mấy tuổi? 4 tuổi. 4 tuổi rồi đó. Giờ phải đi mua sữa nè. Thương cả nhà. Ba mất rồi. Rồi. Rồi gì? Quá thương cả nhà. Hỏi ai ta? Hỏi cái chị hả? Bà con cũng như người thân cũng đang tập trung ở ngoài này rất là đông. Phía bên trong thì anh nằm phía bên trong cả nhà mà cũng chưa có tẩm liệm nữa, nghe nói là sáng mới tẩm liệm hả Phụng, thôi mình đi dài dài phía bên trong cái Phụng ơi, bây giờ mình đi vào phía bên trong cái cả nhà, mới vừa rồi thì những lời chia sẻ của những người dân như là gần nơi mà anh mất cả nhà. Okay. Dân đi vào. Nhí cho nó. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Dân chờ tới nụt nó. Giờ mới kéo đèn. Ở đây là không có nước luôn anh Phụng. Trời ơi. Không có nước xài luôn. Ủa đây là không nước, không điện luôn hả ta? Có điện mà đúng không? Có điện. Dạ. Mới phát điện luôn anh hả? Ủa gì thường ngày là không có điện, không có nước gì luôn. Trời ơi. Trời ơi, ở đây xài mất điện luôn. Thương không cả nhà. Mình đi vào phía bên trong. Anh cũng đang nằm phía bên trong, nghe nói sáng mới liệm cả nhà. Sáng chắc là bên tiền nguyện mới đem áo quan đến á. Mấy chúng mới đang làm lễ. Đây là con trai của anh kìa. Con trai của anh đây. Rồi ngồi dưới, nằm dưới này. Rồi nhà đây. Nhà phía bên sau, đi phía bên sau. Rồi,
Đây là nhà phía sau rồi cả nhà. Chào Sóc nha. Chào. Nhà lá. Rồi là phường luôn nha. Mưa sao xài nước gì đó. Rồi mình xài xài nước dưới này luôn hả? Rồi, trời ơi. Xài nước dưới này luôn anh Phụng. Rồi rồi cây nước gì đâu? Dạ. Dưới này rồi chẳng rồi sao xài? Mất lại xài rồi. Trời ơi. Trời ơi. Nhà hay không? Cổ không có nhà. Nước lớn mới đầy rồi mới xài. Dạ. Này tháng hạn. Tháng hạn khô rồi xài tháng hạn khô rồi xài nước. Dưới kinh. Dưới kinh. Mà dưới kinh nó có bài gác ở trên nữa. Bây giờ lấy nước ở đâu xài? Dạ. Bởi vậy khổ vậy. Rồi ông đi làm mướn rồi ngày đủ ngày à. Mình dạ. Con. Dạ. Con kia nó đi có vợ đi theo vợ đi làm ăn rồi. Dạ. Chai lớn. Nãy tặc thằng kia nó bị đánh trúng đầu nằm bệnh viện. Dạ. Có tiền nữa rồi nó nằm bệnh viện dạ. Như cậu nó đi. Dạ. Trong nhà không có đồng bạc. Dạ. Đi làm ngày đủ. Hai vợ chồng đi làm mướn cho ta được con. Nữa. Dạ. Dạ. Anh là gì với gia đình con? Trong xóm. Trong xóm. Sớm thôi ha, mình nhìn thấy là gia đình là khổ, thật sự rất là khổ ha. Đi dục thân rồi đủ ăn mỗi ngày đó. Dạ. Sẽ làm mướn cho ta. Ta kêu làm gì cũng làm đủ tiền ăn xong qua ngày. Nuôi con ha, nuôi vợ. Rồi tiền nó có đóng cái nước nữa, xài nước đìa. Đúng rồi. Trời giờ này mà còn xài cái thời gian này mà còn xài nước đìa thấy thương nước, quá. Nước mưa lớn rồi nó ngập nó xài. Rồi cái cạn này để xài. Kinh kinh trước luôn hả? Kinh đó kinh trước. Có bảy con kinh mà nãy mình đi nghe cầu ngang hả? Trời ơi. Có bảy gác nữa. Trời ơi. Có bảy gác xuống. Dạ. Quá xá rồi. Cái thời buổi này mà tại vì không có tiền để làm cái cây nước á. Dạ. Cho nước cho thùng đó là hứng nước mưa. Dạ. Uống. Dạ. Rồi ông đi tới bây giờ gần tới vụ nè, đi xả lúa cho người ta nè. Dạ. Rồi dục thân rồi xịt thuốc đi lui ruộng gì đó đi ruộng rồi nó mệt lắm tại ông cũng gác đi. ai mướn gì là làm nấy. Bị thằng con thứ ba bị tai nạn 3 năm nay rồi. Dạ. Tại đi mướn người ta kêu làm vậy đi làm đó. Dạ. Rồi đi mượn người ta trước không mới đi làm. Mượn trước rồi đồ làm trả lại. Làm trả. Hoàn cảnh của cái trả là có gì đâu đi mượn trả trước rồi mình đi làm trả sau. Anh tên gì anh móc hết tên gì? Sơn Hải. Anh Hải ha. Sơn Hải là em nghe nói là 45 tuổi. 45 tuổi. Sơn Hải. Con nhỏ 6 tuổi nó đi sáng sớm đi theo mẹ ba mẹ. 4 tuổi. 4 tuổi. 4 à. Nó ngồi xuồng đi tròi đó. Đi gãy rồi tới 5 giờ mới về, mưa vậy nó cũng đi à. Dạ. Nó đi cũng theo mẹ nó. Trời ơi. Chứ không ai giữ cũng đem theo luôn. Bé theo. Cũng hên cho bé ha. Hên. Rồi thằng thứ tư giờ bị trời xâm sát chung đó. Dạ. Còn nằm viện sốc trăng á. Dạ. Rồi bây giờ nó thì hồi nãy đi khám bệnh viện y tế nữa. Dạ dạ mới đi hồi nãy nữa. Mới đi hồi nãy. Đau chân nhức đầu hay gì á? Đau chân nhức đầu rồi mới đi hồi nãy. Dạ. Rồi giờ ngồi chịu không nổi mới đi. Dạ. Thấy thương quá cả nhà. Cái sự việc mà xảy ra quá đau lòng cả nhà. Tại bây giờ mất hỏng rồi không có biết ai chăm sóc mấy đứa nhỏ nữa. Khỏi gì. Tại thằng kia nó làm không được. Dạ. Dạ dạ. Đâu có điện đâu. Máy phát điện. Điện người ta. Ồ. Nhà không điện, không nước luôn. Mượn ta người ta cho. Dạ. Nếu có điện bụng gì đó. Dạ. Tối ngày thì đốt đèn cây. Trời ơi. Dạ. Rồi bữa nay còn đốt đèn cày á. Cày ngủ thì tắt đi ngủ tới sáng thì tắt. Dạ. Tiếp không có chỗ làm. Mấy cô rồi mấy cô qua làm thì cũng phụ. Ừ. Ừ. Là giúp ha chứ giờ. Nhà có mấy người mà bị đi viện hết trơn rồi. Có 4 đứa con. Dạ. Rồi thằng kia nó có vợ đi làm ăn rồi nó theo vợ rồi còn ba có gia đình đi hết rồi. Dạ. Còn thằng thứ ba thì bị tai nạn nữa. Dạ đúng thằng rồi. Thứ tư thì tiếp ông già nó bây giờ bị tai nạn vậy nó còn đang nằm bệnh viện đấy. Dạ dạ dạ. Mới có gặp em có gặp. Thì mới có 4 tuổi à. Thằng bé nhỏ có 4 tuổi thôi. Có 4 tuổi. Dạ. Đi theo mẹ.
gì đâu, nó cũng đi theo à. Chưa có đi học rồi đi theo mẹ. Kìa bé luôn ông sữa kìa. Ok nha. Rồi cảm ơn hai anh ha. Dạ. Ok nha. Gái đây. Mình ăn tối mình ở, mình nó ăn nhỏ đó chưa ăn cơm. Đi theo mẹ suốt luôn á. Dạ. Mẹ nó đi làm thì mẹ đi làm thì đi theo. Ở nhà có ai giữ không? Không có, cái thân nó không xong nó có ai giữ nó đem theo không? Dạ. Chứ thằng này bệnh nó có coi được đâu. Ở nhà là quấn lộn với nhau. Ba con đâu rồi? Ba đâu rồi? Ba con đâu? Ba con đâu? Ôi ôi, ba con chết rồi. Biết rồi đó. Biết rồi, đã biết rồi. Đi nghỉ ra. Rồi mai mốt có được ba không? Thường đó nè. Người lớn là mất ba rồi. Sáng thì mới tẩm liệm đúng không? Sáng mới tẩm liệm. Không có điện. À. Đây bà đây. Dạ, tại vì hiện tại là mình cũng chưa biết cái tình hình của. Đúng rồi nha. Bây giờ thì khi mà xảy ra cái vụ việc đó thì ba người bị thương, một người thì không ai đã mất là đúng là người chồng, người cha. Và năm nay chỉ 45 tuổi đó là anh Sơn Hải cả nhà. Thì giờ vợ của anh thì cũng đi trạm để chích thuốc, nghe nói là nhức đầu cũng như là đau cái chân nữa. Còn con trai thì cũng đang nằm viện ở thành phố Sóc Trăng đó nha.